đến khi nào không chịu được nữa thì em mới tha. Mà thằng chồng của em sao có thể bỏ một người quyến rũ như em được nhỉ? Thôi đừng có nhắc nữa đi. Cứ nhắc đến thằng chồng của em là em mất hứng rồi. Nhưng mà anh chắc ấy, là đối với anh em sẽ không mất hứng nữa. Anh sợ thì cái thằng chồng 10 phút của em ấy. Tìm vào trong nhà rồi nói chuyện. Hay thật đấy. Này nhưng mà công nhận là vùng trộm như này thích nhở. Đi đi. Từ từ đã nào. Làm cái gì mà anh cứ phải vồ lấy em như hổ đói thế? Em định thử sức chịu đựng của anh nhá. Đến khi nào không chịu được nữa thì em mới tha. Mà thằng chồng của em sao có thể bỏ một người quyến rũ như em được nhỉ? Thôi đừng có nhắc nữa đi. Cứ nhắc đến thằng chồng của em là em mất hứng rồi. Nhưng mà anh chắc ấy, là đối với anh em sẽ không mất hứng nữa. Trang ơi, Trang. Lần này cái Trang nó phải ở nhà chứ nhỉ? Danh này, dám dẫn trai về nhà ngủ này. Bà là đây. À, tôi là giúp việc hàng tuần cho vợ chồng cô Trang ấy mà. Hôm nay tôi đến giúp việc cho nhà cô ấy. Thật không đây? Tôi nói dối cậu làm gì? Thứ năm tuần nào tôi chả giúp việc ở đây. Mà cậu có phải là họ hàng nhà cô Trang không mà tôi chưa gặp bao giờ nhỉ? Mà thôi, bà dọn dẹp thì tí nữa dọn dẹp đi nhá. Lắm chuyện. Ê cậu ơi, cậu lên trên đấy thì cậu gọi cô Trang xuống tôi nhờ có việc nhé. Việc gì đấy? Chẳng là tôi hỏi không thấy cái máy hút bụi đâu, tôi hỏi cô ấy thôi mà. Biết thế. Dậy đi thôi. À, anh hỏi này, em thử giúp việc đi không? Không, mày có giúp việc nào đâu. Thì á, có cái bà ấy ở dưới, bà ấy bảo là người giúp việc. Mà tuần nào bà cũng đến dọn dẹp mà. Không ạ. À, chắc là thằng chồng em nó về em ạ. Thôi, anh vào thay quần áo đi. Rồi em đưa em xuống nữa. Đang nên sắp đến giờ chồng em về rồi đấy. Đứng lại đã. Đi về đây xem nào. Mẹ ơi, đây là thợ sửa ống nước làm cho cậu ấy về kìa. Thợ sửa ống nước trên giường à? Mẹ ơi, làm gì có chuyện đó ạ? Chắc là mẹ hiểu nhầm con thôi. Chứ cậu đấy là thợ sửa ống nước thật mà mẹ. Đưa trai về nhà ngủ mà còn giảo biện. Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích đã, tất cả không như mẹ nghĩ đâu. Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Đây, các con nhìn cái này là cái gì? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con biết con sai rồi. Một lúc lỡ lầm, con không làm chủ được bản thân mình nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.
bản thân thôi. Mẹ tha thứ cho con, mẹ đừng nói chuyện này với chồng con mẹ nhé. Tôi sẽ đưa bằng chứng này cho chồng cô xem. Nhà tôi không chứa chấp cái loại con dâu lăng loàn của cô. Mẹ ơi, mẹ đừng làm như thế ạ, con xin mẹ đấy. Con không cố ý thật mà. Chồng thì đi làm vất vả, kiếm tiền, sứa không biết được rồi. Chúng là cái loại lăng loàn. Tốt nhất là cô chuẩn bị ly hôn con trai đi. Ông vừa đấy làm gì nữa? Cô ra khỏi nhà tôi đi.